3200W có cháy không? Rút cháy rút luôn. Không hiểu cái rút này nó đẻo hay sao, nó sẽ đánh thế. Hello, xin chào các bác. Em đang test súp. Test một cặp súp kép các bạn, một chiếc súp kép các bạn nhá. Súp kép côn 150 từ 300. Đấy. Và đánh bằng một kênh của con đẩy lốt 2.6. Thì con này khi đánh xuống 4 ohm thì nó đạt 1000W ở con đẩy này các bác nhá. Mà đánh con súp 3200. Nhiều bác bảo là đánh nó sợ nó cháy đúng không? Em test được khoảng gần 1 tiếng này rồi. Mấy hơi bấm luôn. Mà em đánh vừa đã đánh rất là to. Bây giờ em phải cho nhỏ đi một tí để em nói chuyện cho các bác. Đây là em test để cho các bác biết là dù là cái đẩy cũng có thấp, đánh vào công suất lớn cũng không thể cháy được. Các bạn nó đánh khi ở không gian lớn thì nó không thể căng luôn. Đấy, còn đánh hoàn toàn không thể cháy được các bác nhá. Trừ khi các bác đánh quá nhiều loa, có nghĩa là mức điện trở nó xuống còn 2 ohm hoặc là 1 ohm thì nó sẽ cháy. Còn khi nó đánh ở cái mức 8 ohm của nó thì nó không thể cháy được. Đấy, các bác nhớ, 8 ohm hoặc 4 ohm không thể cháy được. Mang đẩy 600W, mã súp kép 3200W. Em đánh thật sợ luôn đấy nhá, vừa nãy em đánh rất là kinh khủng luôn. Chút nữa em sẽ bật cho các bác to một tí cơ, xem các bác cái độ nhảy của mang, để các bác biết được em đánh rất là to, không phải bé đâu. Đánh từ đây ung hết cả ốc rồi. Em đánh mỗi một kênh con này, đây, ta su bên này. Cho em chứng minh đây nhá, em đang dùng này. Nó chỉ hơi là bấm thôi, nó không nóng, đánh kênh này. Tốt 2.6. Con này em đang bán có 3 triệu rồi này. Các bạn là mua sắm con này chơi chết được này, hay lắm. 600W một kênh ở 80, 4 ohm là được 1000W, đánh 2K30. Người ghê quá, nói chung là không thể tin được là nó đánh ghê thật. Đây thì nó cắm cái lắp xuống này nè. Ví dụ một con đẩy này là nó đánh được điện trở xuống 4 ohm đúng không? Đánh được điện trở xuống 4 ohm thì đôi loa này, một con súp này nó cũng chỉ là 4 ohm. Đánh vào đây hoàn toàn không thể cháy được. Không thể cháy được. Nó có đói thì có đói, có yếu thì có yếu, công nhận yếu vì nó không thể đủ công suất để đùn cái loa này nó căng đét lên được. Đấy. Còn một con đẩy khỏe kể cả 5000W hay 10000W mà con đẩy đó không đánh được ở chế độ 2 ohm các bác nhá. 2 ohm có nghĩa là đánh đấu song song 4 cái chiếc loa 50 này vào thì nó sẽ thành 2 ohm. Thì khi đấy các bác đấu vào nó sẽ bị cháy.
sẽ bị cháy, kể cả loa 20, 25 hay 15. Đấy, kể cả loa bé, có nghĩa là cái loa bát 15 thôi mà là 8 ohm, các bác đấu đến 4 5 cái vào mà nó xuống thành 2 ohm. Đấu vào đẩy rất dễ bị cháy vì đấy điện trở nó xuống rất là thấp các bác nhá. Cái điện trở nó xuống rất là thấp. Như kiểu là một cái đoạn đường này. Đấy các bác nhá, đoạn đường này. Đấy, là 8 ohm mà các bác chia làm đôi là còn 4 ohm, mà còn chia làm đôi nữa thì còn 2 ohm. Điện trở nó rất là ngắn như thế này thì đưa vào con đẩy nó sẽ bị rất là cháy, nó sẽ bị cháy ngay. Còn ở 8 ohm thì 4 ohm sẽ chịu được, 8 ohm thì càng mát. Có nghĩa điện trở càng cao thì đẩy đánh càng mát, còn điện trở càng thấp đẩy đánh càng nóng và càng dễ cháy. Đấy, đơn giản là như vậy thôi. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video rất là vui như này. Đây là video rất là vui.